còn cái từ mà lười biến ít phương tiện có nghĩa là sao thì um, tức là gì cái phương tiện là tức là cách thức tức là cách thức à, mà cách thức ở đây đó có nghĩa là mình không có linh hoạt vận dụng những cái phương pháp đối trị với cái sự lười biếng của mình nha Uh, những cái phương pháp đó ví dụ như nãy xin nói đó uh, uh, phát triển cái tinh tấn giác chi uh, hoặc đó là mình đứng dậy rồi mình đi mình thay đổi oai nghi hoặc là mình chú tâm đến ánh sáng ví dụ như vậy đó là những cách thức để mà mình đối trị với um, với cái cơn buồn ngủ mà mình không có không có rành rẽ những cách thức đó đó thì đó gọi là không ít phương tiện tức là mình không có biết những cái cách để vận dụng những cái phương tiện